xin chào các bạn, mình là Hạnh Như. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Như. Video hôm nay thì Như sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mô tô phân khối nhỏ tầm trung ha. Thì chắc là nhiều bạn biết rồi, đó chính là mẫu Suzuki Bandit. Thì Như cũng đã làm qua một số video về cái dòng này rồi. Nhưng mà hiện tại thì giá xe hiện tại đang rất và cực kỳ tốt luôn. Và đang theo cái chiều hướng là giảm đó. Cho nên là Như quyết định làm lại một cái video nữa. Thứ nhất là sẽ giới thiệu sơ qua về những cái màu mà hiện tại bên Như đang có. Thứ hai là cũng như báo giá ha. Đầu tiên Như xin báo giá trước. Có nghĩa là hiện tại bây giờ bên Như đang có 3 màu. Màu này gọi là Như gọi là màu nâu đồng nha. Và ở dưới kia thì Như còn có màu đỏ đen. Và còn một màu nữa đó chính là màu trắng đen xanh ha. Và màu trắng đen xanh hiện tại ở trên kho. Cho nên là bạn nào mà muốn biết cái màu đó thì có gì, nói chung là kết bạn Zalo với Như ha, thì Như sẽ gửi cái mẫu của cái màu đó qua cho các bạn xem. Và hiện tại thì ba màu này bên Như đang bán đồng giá với mức giá là 52.500.000, đã bao gồm thuế VAT và chưa phí biển số ha. Thì phí biển số nó cũng sẽ dao động tầm 2.000.000, 2.500.000 hoặc 2.500.000 tùy khu vực mà các bạn ở. Ví dụ các bạn ở huyện, thị xã, thành phố gì đó thì các bạn nhớ liên hệ trước qua cho Như số điện thoại 0967080520 ha. Thì Như sẽ hỗ trợ xem địa chỉ hộ khẩu các bạn ở đâu, thì Như sẽ tính cái phần mà mức biển số chính xác nhất để cho các bạn đến cửa hàng ha. Rồi thì bây giờ Như sẽ nói sơ qua về em xe này đi. Đánh giá sơ bộ thì Như cảm thấy em này kiểu nó là dạng mô tô. Tại sao Như gọi nó là tầm trung? Bởi vì em này thì cũng là mẫu này là của Suzuki nha các bạn. Và được nhập khẩu thì các bạn có thể thấy là về phần đầu xe nhìn nó hơi giống với lại cái dòng Suzuki Rider nè. Đây là phiên bản Suzuki Rider đây. Thì các bạn có thể thấy nhìn nó hơi giống ha. Thì nó cũng có xi nhan trước lòi ra như thế này. Và có badge biển số ở đây. Đấy. Và em này thì của Suzuki nhập khẩu và phân khối em này là 150 phân khối ha. Như quay về cái phần mặt đồng hồ cho các bạn xem qua thì mặt đồng hồ của em này cũng tương đối là nhỏ gọn và cũng giống với lại dòng Rider của mình ha. Đấy. Và trên cái phần ghi đông tay lái á, thì nó cũng sẽ có một số cái phím quen thuộc như là ở đây code 3 ha. Bên đây là xi nhan nè. Rồi. Và ở đây thì nó có một cái phím tắt động cơ giống như của dòng CBR và R15. Còn ở đây là phím đề ha. Này. Em này thì dung tích bình xăng như thế là khá lớn. Em này tầm cỡ 10 dung tích bình xăng em này tầm cỡ từ 10 tới 12 lít nha các bạn. Này. Còn về phần mặt thiết kế em này thì Như cảm thấy là nhỏ gọn, tiện lợi dành cho bạn nào mà nói chung là thích đi phượt, thì Như thấy là em này nó rất là gọn, thêm cái là giá thành của nó rất là hợp lý luôn. Còn về phần mà thiết kế ống bô em này thì Như cảm thấy là nhìn nó rất là to ha, cho nên là nghe cái tiếng bô nó rất là lực ha. Bạn nào khi mà đến cửa hàng xem qua thì Như sẽ cho các bạn nghe thử xem cái tiếng bô nó như thế nào luôn. Ở đây á, cái nút bắt xin này á, thì các bạn thấy là các bạn có thể liên tưởng tới dòng Yamaha Exciter của chúng ta ha. Đó, nó sử dụng công nghệ đá đèn đấy. Nói chung là bạn nào về cái thiết kế em xe này á, bạn nào mà có tìm hiểu sơ qua thì chắc là các bạn biết rồi ha. Thì Như sẽ không có đánh giá sâu, tại vì em này thì Như đã từng làm một clip đánh giá chi tiết về em này rồi. Thì hôm nay là chủ yếu là Như chỉ quay sơ qua cho các bạn xem và chủ yếu là các bạn tham khảo đại giá thôi. Màu này thì trên gà vẹt bên Như sẽ ra là màu nâu đen ha. Nhiều bạn gọi là màu nâu đồng á, trên gà vẹt sẽ ra là màu nâu đen ha. Còn về chiều cao á, thì em này nếu mà các bạn nhìn á, thì nó cũng không tương đối không quá là cao. Thì bạn này mà tầm cỡ 1m68 trở lên thì Như thấy, hoặc là 1m65 trở lên thì Như thấy đi em này cũng vẫn rất là vừa ha. Còn về phần phía đuôi sau á, thì phần đèn hậu em này cũng được thiết kế tách rời như thế này đây. Rồi, Như sẽ lướt nhẹ qua một mẫu màu tiếp theo, đó là màu đỏ đen ha. Thì phiên bản màu này Như cảm thấy được rất là nhiều bạn săn đón luôn. Em này á, thì màu này tương đối là, Như cảm thấy màu này tương đối là nổi. Màu này là màu jean nha các bạn. Tất cả các màu bên Như thì hiện tại là đều màu jean hết. Về phần tem xe thì các bạn có thể thấy về cái phần tem xe của con đỏ đen này thì nó sẽ được thiết kế tem thế này đây. Tem này là dạng tem chìm ha.
Nha Như quay số khung cho các bạn xem luôn ha. Em xe này vẫn đi số khung mã là MH, mã MH của xe nhập khẩu ha. Về thiết kế em này thì nó không có được sử dụng cái phanh ABS mà nó chỉ sử dụng phanh thường thôi ha. Và Như xin nhắc lại một lần nữa thì hiện tại bên Như đang bán cái dòng mà Suzuki Bandit này chỉ với giá từ 52 triệu 500 ngàn đã bao gồm thuế VAT ha. Thì bạn nào mà đang hứng thú với những cái dòng mà mô tô dạng tầm trung, dạng phân khối nhỏ như thế này á, thì các bạn có thể liên hệ Như qua số điện thoại 0967 080 520 hoặc là kết bạn Zalo với Như qua số 0847 458 323, hoặc các bạn đến trực tiếp cửa hàng của Như. Cửa hàng của Như tên biển hiệu là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, địa chỉ ở đường DT741, đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ha. Các bạn cứ đến trực tiếp cửa hàng và cứ nói là có liên hệ trước với Như hoặc là có biết Như qua kênh YouTube thì Như sẽ hỗ trợ làm hồ sơ cho các bạn, cũng như là sẽ có những cái chương trình và chính sách hậu mãi cho các bạn, như là hỗ trợ xăng xe từ 300 cho tới 500 ngàn và nhiều quà tặng hấp dẫn như là nón bảo hiểm, áo mưa, khung biển số, bảo hiểm xe máy vân vân, phí phụ nano nữa, rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là trong cái dịp mà cận Tết này á thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn. Và Như sẽ nhắc sơ qua là em này bên Như vẫn có hỗ trợ chương trình trả góp, và các bạn chỉ cần trả trước giúp Như mức thấp nhất là từ 10 tới 12 triệu là các bạn đã có thể sở hữu ngay được một em mô tô như thế này rồi ha. Nhìn các bạn không có nghe lầm đâu, chỉ 10 triệu thôi các bạn có thể sở hữu được. Và không phân biệt độ tuổi, các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên là các bạn có thể mua góp được. Bạn nào mà muốn mua em này mua tiền mặt thì các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân giùm Như là được ha. Còn bạn nào mua góp thì có giùm Như chứng minh với hộ khẩu hoặc là chứng minh với bằng lái ha. Thì bên Như sẽ hỗ trợ duyệt hồ sơ cho các bạn trong vòng tầm cỡ từ 20 tới 30 phút là chúng ta có thể lấy xe ngay nha. Và đặc biệt á, là đối với những cái dòng mà mô tô phân khối nhỏ như thế này, khi mà các bạn đến cửa hàng thì các bạn còn được thêm một ưu đãi nữa, chính là các bạn sẽ được tặng một nón 3/4 ha. Thì cái nón 3/4 này số lượng nó sẽ có hạn, nó chỉ vỏn vẹn tầm cỡ 15-20 cái gì thôi. Cho nên là bạn, nói chung là ưu tiên cho bạn nào mà đến trước thì các bạn sẽ có trước nha. Cảm ơn các bạn, thì nhớ liên hệ trước giúp Như khi mà các bạn đến cửa hàng để nhận được nhiều ưu đãi nha. Cảm ơn, bye bye.